Xin được chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, ngày 22 tháng 12, đường sách thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh chính thức khai trương trên đường Hồ Thị Tư, phường Hiệp Phú. Đây là đường sách thứ hai của thành phố Hồ Chí Minh đi vào hoạt động sau gần một năm thi công. Đường sách Thủ Đức là đường sách thứ hai ở thành phố Hồ Chí Minh đi vào hoạt động, đã thu hút hàng trăm người dân đến tham quan mua sách trong ngày khai trương. Đường sách thành phố Thủ Đức sẽ thu hút một cái công chúng đông đảo, đặc biệt là các bạn trẻ. Bởi vì cái đường sách thành phố Thủ Đức nó có những cái chương trình hoạt động phù hợp với các đối tượng đó và nó sẽ thu hút các bạn đó đến với đường sách. Thì tôi hy vọng rằng là cái năng lượng lan tỏa từ sách và các cái hoạt động từ đường sách thành phố Thủ Đức nó sẽ góp phần thu hút và nó làm cho các bạn trẻ đến đây nhiều hơn, đông hơn và nó tạo nên cái sự thành công trong tương lai của đường sách thành phố Thủ Đức. Mình thấy Thủ Đức mở đường sách thì rất có ý nghĩa đối với các bạn trẻ, là một không gian lý tưởng để các bạn trẻ ở Thủ Đức đến và trau dồi thêm kiến thức cũng như là xả stress sau thời gian học tập và làm việc. Cũng tại sự kiện khánh thành đường sách, lễ công bố biểu tượng thân thiện thành phố Thủ Đức mascot Hoàng Dương đã được diễn ra. Biểu tượng thể hiện sự phấn khích, năng động, sáng tạo, khao khát vươn lên tầm cao mới của thành phố Thủ Đức, đồng thời mang đến thông điệp đa chiều về sự phát triển thân thiện, tương tác tích cực với cộng đồng và thúc đẩy sự phát triển xanh, hiện đại, bền vững của thành phố Thủ Đức.